Chúng ta biết rằng GDP của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm tăng trưởng ở mức 1,81%, đó là cái mức thấp nhất trong 10 năm qua. Tuy nhiên so với nhiều quốc gia, cũng đây là một trong những nền kinh tế mà có lẽ là rất là tích cực. Thì với cái giả thuyết là chúng ta kiểm soát được dịch bệnh rất tốt trong những tháng cuối năm của 2020, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển. Tôi dự báo nền kinh tế Việt Nam nếu ở trong một tình huống kịch bản lạc quan thì có lẽ ở cái mức 4.3 cho đến 4% trong năm nay như là chính phủ cũng đã mong muốn.